Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã và đang để lại những tác động nặng nề với nền kinh tế toàn cầu, phiên họp lần thứ tư Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam-Chile là thời điểm thích hợp để hai bên cùng rà soát những kết quả đã đạt được và thống nhất những nội dung hợp tác, giúp doanh nghiệp hai nước tận dụng hiệu quả cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile cũng như Hiệp định CPTPP khi được Chile phê chuẩn trong thời gian tới. Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Phụ trách Thương mại Bộ Ngoại giao Chile Rodrigo Janes đồng chủ trì đã tiến hành rà soát tình hình thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile trong giai đoạn 2018-2021, cập nhật tình hình trao đổi thương mại giữa hai nước. Năm 2020, mặc dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19, kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đã đạt được những kết quả khả quan, đánh dấu lần đầu tiên xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt, đạt trên 400 triệu đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt trên 320 triệu đô la Mỹ, tăng gần 12%. Kết thúc phiên họp, hai bên thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ những nội dung hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền cũng như đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp hai nước tận dụng hiệu quả cơ hội từ FTA Việt Nam-Chile cũng như Hiệp định CPTPP khi được Chile phê chuẩn.